thế kỷ 21 hảo thanh niên, ngoài ý muốn xuyên qua đến cầm mãn tứ hợp viện. Rất nhanh mở ra hệ thống ký tên. Chủ nhiệm nhà ăn trực tiếp bắt đầu vì nguyên nhân cha mẹ. Hy vọng lũ súc vật không làm phiền tôi. Nếu không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chương 1 Xuyên qua Cầm mãn tứ hợp viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test Chương 2 đánh dấu hệ thống kích hoạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Trang trí một chút phòng ở. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Bỗng ngạnh ăn trộm gà sự kiện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Đừng nhị cẩu nhắc nhở hứa đại mậu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nhất đại gia thiên vị ngốc trụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Nhậm chức nhà máy cán thép, giáo huấn ngốc trụ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương 8 Hà vũ trụ xử phạt Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 9 Giả nhân giả nghĩa thiên tôn dịch trung hải bắt cóc, tức giận dịch trung hải Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Nhục nhã ngốc trụ giả trương thị bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét